mình sẽ làm những cái mà mình không có mình sẽ đi dạy những cái gì mình không biết nhưng mà đấy là cái học nhanh nhất thay vì tham vọng ấy thì biến cái sự tham vọng này thành sự tò mò Khuyến có từng ở trong cái giai đoạn vì làm theo một cái dòng chảy nào đấy của xã hội mà làm mất đi bản thân mình mình nhìn thấy là cái việc mà mọi người phấn đấu trở thành một ai đó ấy nó tạo ra quá nhiều cái hệ quả một trong những cái định nghĩa về về trưởng thành với khuyến là khả năng ôm lấy nhiều nghịch lý ấy. À khiến có cảm thấy là chúng ta đang tự tạo cho mình những cái áp lực vô hình bằng việc là phải biết bản thân và phải có cái sự đóng góp gì đấy trong khi tôi chỉ đơn giản là sinh ra trong cuộc đời này và tôi không nhất thiết phải cho mình một cái trách nhiệm là phải đóng góp Giót Châu mùa 2 tập trung khai thác các khía cạnh khác nhau về giáo dục, từ những tư duy mới, xu hướng mới và những đổi mới sáng tạo trong giáo dục, được chia sẻ bởi các chuyên gia, nhà hoạt động giáo dục và những nhân vật có thành tích nổi bật độc đáo trong lĩnh vực giáo dục nhằm đem lại những cái nhìn mới để bạn bắt đầu hành trình học tập suốt đời. Mình là Hải Trường, host của chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Talk Show trên kênh Việt Success ở trong talk show mùa 2 này thì chúng tôi sẽ đưa cho các bạn rất nhiều những cái trải nghiệm đến với những khách mời đến từ nhiều những cái góc nhìn khác nhau nhưng mà cùng chung một mục đích đó là tới đây để chia sẻ nhiều hơn về giáo dục có thể là những câu chuyện giáo dục những cái triết lý mới trong giáo dục hoặc là những vấn đề mới ở trong giáo dục và hôm nay thì trường muốn mang đến cho quý vị một bạn có tuổi đời rất trẻ nhưng mà đã là tác giả của một cuốn sách viết bằng tiếng anh có tên là Not Being The, the art of self transformation hay là mình tạm dịch đó là cái nghệ thuật chuyển mình à, và à, bạn ấy là một người đã dạy và nuôi những cái cộng đồng chuyển trạm ngẫu hứng cũng như là host nhiều trải nghiệm gọi là trong ngọc kép là người lớn và à, bạn ấy cũng là một uh, tedx speaker và trong cái tedx talk của bạn ấy thì bạn có đề cập tới một cái uh, điều mà chừng nghĩ rằng là uh, trong xã hội ngày nay mọi người ít tập trung tới đó là những câu hỏi mà uh, Tôi sống cùng với trong cái cuộc sống này, đôi khi những câu hỏi cũng uh, quan trọng không kém gì những câu trả lời Và có khi uh, ngày hôm nay không phải là ngày tốt nhất để có những câu trả lời cho những câu hỏi đó Nhưng mà việc mà giữ nó bên mình sẽ giúp cho chúng ta phản tư và chiêm nghiệm rất nhiều uh, Chào mừng uh, bạn ấy, đó chính là Khuyến Bùi đến với podcast Talk Show Cảm ơn trường, rất là vui là ở đây Khi mà trường uh, tìm hiểu về Khuyến ấy, thì có một cái điều mà trường khá bất ngờ đó là Khuyến đã đứng trên rất là nhiều những cái uh, diễn đàn, những cái đám đông để mà nói, mà chia sẻ một số những cái insight, những cái nhìn nhận nhất định ở tuổi đời rất rất là nhỏ. Cái cơ duyên để mà đến với những cái cuộc trò chuyện với một cái đám đông khán giả đó mà không phải ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài nữa thì như thế nào? Ừ, có lẽ là cái đợt mà được nói chuyện ở cái sân khấu Peter Drucker hồi 2015 đấy là một những cái duyên lớn của cuộc đời mình ấy. là mình tình cờ chỉ là một cậu học sinh nhưng mà biết tới một cuộc thi viết luận và Peter Drucker là một cái người hay được mệnh danh là cha đẻ của ngành quản lý ấy. và mình thì một cái may mắn là cuộc đời mình mình là một thằng rất là giỏi trong việc là đi tìm những cái người mà mình không thuộc trong trong thế giới hiện tại của mình nhưng mình mình đi mình có thể đi theo đuổi những cái tư tưởng của mọi người từ rất là sớm thì mình mình viết một bài luận xong rồi mình uh, thắng giải và mình được mời đi áo thế xong rồi diễn mình được lên uh, giải ở đấy xong rồi nhiều người biết tới mình từ đấy xong tự dưng mình để được mời vào cái thế giới đấy xong rồi được mời đi lần đấy là đi Geneva nói chuyện với nhiều người xong rồi lại về sài về về Sài Gòn cũng nói chuyện với mọi người hồi đi học ở trường ở Mỹ cũng cũng được mời lên sân khấu thì mình nhận ra là à hóa ra mình cũng có cái để nói <laughs> nhiều khi mình không tin vào chuyện đấy đấy nhưng mà mọi người thấy cái chuyện đấy mình đã làm bây giờ cái bài luận mà khuyến viết thì nó nó đặc biệt ở chỗ nào khiến cho nó được chọn à, cái đấy sau này họ lại bàn tham khảo và khuyến thấy cái thông điệp lúc đấy bây giờ mình vẫn thấy còn đúng là có cái câu của tiếng Anh ấy là know yourself and focus on contribution tức là biết mình và tập trung vào những gì mình đóng góp được. vấn đề đấy vẫn là một cái mà mình làm, mình vẫn theo đuổi từ trước đến giờ. Thế và bây giờ cái sự phát triển của cái suy nghĩ đấy là ok biết mình phải biết mình chính xác và tập trung cũng phải tập trung chính xác vào kiểu đóng góp được cái gì và không đóng góp được gì. Huấn có cảm thấy là chúng ta đang tự tạo cho mình những cái áp lực vô hình bằng việc là phải biết bản thân và phải có cái sự đóng góp gì đấy trong khi đôi khi tôi chỉ đơn giản là sinh ra trong cuộc đời này và tôi không nhất thiết phải cho mình một cái trách nhiệm là phải đóng góp. Ờ, oh, đây là câu hỏi hay mà khởi cũng nghĩ chuyện này nhiều. Tức là uh, bạn bè thì cũng có những đứa giỏi phấn đấu nhiều. Mình thì không biết mình xếp vào loại nào thôi. So mình cũng gọi là mình khuyến hay gọi là học sinh kiểu 8 điểm. Không phải là 10 nhưng là 8 á. Thì thì nó có nó có kiểu hai cái thái cực như này một là kiểu cắm mắt vào tập trung phát triển Thế động sau đó thì thường sẽ xảy ra một giai đoạn gọi là bơ out. là đuối quá rồi đấy Ê, khuyến cũng đã trải qua giai đoạn như thế với mình thế xong rồi mình xoay sang cái thái cực kia là bắt đầu kiểu thiền thiết các kiểu gen để, để cuộc đời để mọi thứ như nó là không có gì về phân đấu cả và và đến một lúc nào đấy thì mình sẽ có được một cái điểm cân bằng mà cái điểm cân bằng này nó luôn luôn thay đổi như này nó không phải là một trong hai cái nhưng mà cái kể một cái chuyện này một chút về uh, gọi là cách khuyên lớn lên đã khuyên lớn lên, khuyến lên, lên uh, bố mất sớm lớn lên một mẹ, mẹ nuôi hai anh em á thì mẹ thì hồi đấy theo đạo phật bây giờ thì mẹ đi tu rồi và mẹ hay có một cái câu là uh, cứ chấp nhận mọi thứ chấp nhận mọi thứ ấy em mình lớn lên mình nghe cái câu đấy mình thấy khoa mình không thể chấp nhận được cái câu đấy mình không thể chấp nhận được mọi thứ Đó là ngay từ nhỏ mình đã kiểu không thể chấp nhận được chuyện này mình phải tìm ra ờ, rồi đấy kiểu phấn đấu đi du học ờ, sinh xong rồi phấn đấu đi du học ở mỹ tức là mình phấn đấu tại vì mình không chấp nhận được cái kiểu cái câu chấp nhận đấy mình thấy cái sự an phận đấy là là không đúng với mình hey, Thế nhưng mà cái mà càng về sau mình càng thấy đúng là có những cái gọi là cái sự thông tuệ của cái lời dạy đấy là là đúng là có cái sự chấp nhận thật. Thế nhưng mà rất nhiều người mình thấy có sự chấp nhận giả. Tức là nếu mà phải chấp nhận thì là không chấp nhận rồi. Chấp nhận nó là nó là kết quả chứ không phải nó là hành động à. Thế thì hành động nó là là gì? chứ không phải là <laughs> hành động nữa, cứ nghĩ là hành động là hết mình đấy. Tại vì khi mình hết mình thì tự dưng mình sẽ chấp nhận. Còn nếu mà mình thấy thì kiểu trường thấy ví dụ làm một vụ mà làm không hết mình xong rồi bỏ giữa đường ấy xong mình cảm thấy nó kiểu ờ có cái gì đó nó sai đúng không chấp nhận là kết quả của cái việc đã hết mình nãy khuyến nói là khuyến đã cố gắng hết mình để đi du học đúng không ờ, thì cái hành trình đấy như là tức là khuyến nhận được học bổng rồi đi du học như thế nào ờ ở đấy tức là kể cái chuyện gần đây nó là vụ vụ à, bỏ cái chương trình tiến sĩ của mình vừa mới đi học một năm ở london về đúng không là là đấy cũng khuyến nghĩ là một vụ là kiểu cố hết mình rồi đấy nhưng mà nên là lúc lúc mà bỏ xong mình không cảm thấy tiếc vì mình biết là ok tôi đã hết mình rồi và có thể nói là hết mình chỉ đến thế thôi đúng không? mà tất nhiên là nói gì thì nói thì ai người ta nhìn vào người ta cũng bảo là mày có thể cố gắng hơn nhưng bên trong mình bảo tất nhiên em có thể cố gắng hơn nhưng mà mình phải đặt câu hỏi quan trọng hơn là cố để làm gì? Nhưng mà khuyến thì thấy rất rõ được là khi mà mình cố thì mình bắt đầu có một cái gì đấy sai sai với bản thân và cái cảm giác sai sai đấy là một cái mà càng về sau chúng ta gọi tên được đó là khi mà mình làm một cái gì đấy mà mình thấy sai sai thì cái ảnh hưởng của nó ấy, nó không chỉ là tới mình đâu mà là mình đang làm gương cho người khác là sống sai sai một tí cũng được và các bạn có thể sống sai sai một tí và như thế là không được tức là nếu mà người ta nhìn vào mình mà người ta nhìn thấy thằng này nó sống sai sai mà nó vẫn cho phép nó sống sai sai thì tự dưng mình đang gọi là mình đang thỏa hiệp đồng lõa với cái chuyện sống sai sai một tí và như thế không được khuyến làm cho trường nhớ tới một cái cái cuộc nói chuyện với một cái người bạn fellow của trường ở trong một cái chương trình lớn về sức khỏe tất cả bọn mình cùng định nghĩa là lãnh đạo là gì đó thế là bạn này bạn nói một cái câu à mà, mà nó làm cho mình nghĩ rất nhiều bởi vì mình luôn luôn là người mà đóng nhiều vai trong cuộc đời đi nhiều ngã và luôn luôn cố gắng hết mình thế bạn này mới bảo là tao làm việc 20 dự án cùng một lúc và thực sự bị burn out tức là bị cạn kiệt về năng lượng ấy và bạn ấy nói rằng là tao nghĩ là lãnh đạo là người có thể nói với những người khác là tới lúc dừng được rồi hãy dừng đi đừng cố gắng nữa bởi vì cái việc mà chúng ta tạo ra cho những người khác á, cái sự thôi thúc cái sự cố gắng hay là hãy cố gắng thêm một xíu đi hãy 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 tiếp tục đi ấy thì mọi người cứ nghĩ rằng là nó tốt bởi vì nó được bọc trong một cái lớp vỏ gọi là khuyến khích rất là ngọt ngào thế nhưng mà ở bên trong có thể nó là chất độc bởi vì nó đang làm cho người ta bị cạn kiệt về mặt năng lượng ở bên trong nên là vừa xong Khuyên nói tới cái việc đấy là là à, học tiến sĩ một năm ở anh xong sau đó là quyết định là dừng lại thì thì trường khá là đồng điệu với việc đấy muốn trưởng thành thì yêu chat gpt nó lên rồi ấy thế thì bây giờ nạp thêm kiến thức làm gì trong khi mình phải nạp về mặt cảm nhận các thứ thì khuyến thấy là rất là quan trọng khuyến có một cái TEDx talk về các câu hỏi mà tôi sống cùng các câu hỏi đấy bây giờ còn đúng không sau một vài năm suốt cái quãng đường học tập là khuyến đi từ sinh xong rồi qua mỹ xong rồi khuyến học và về sài, sài gòn sài... sống 5 năm năm ừ. sống 5 năm ở sài gòn nhưng mà trong quá trình ở mỹ là học khoa học máy tính đúng không và đã làm những gì liên quan tới khoa học máy tính ngày nào trong đời chưa? Không mình cũng uh, mở máy lên rồi chuyển hết tất cả phông màu thành màu đen, <laughs> Nó giống một người Khoa <laughs> học máy tính. Ừ, nhưng mà mình 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 nhận ra trong lúc mình đang đi học ấy là mình thực sự thích cái hội tách. Take tức là mình rất hiểu họ nghĩ gì và cách họ nhìn thế giới các thứ mình rất thích cái họ đấy và mình rất thích nghiên cứu những người như thế những người công nghệ đúng không ờ, dân công nghệ là mình chơi rất hợp và mình rất thích tìm hiểu thế giới của họ hóa ra đấy mình nhận ra tức là hồi đấy học trong trường lại có một cái môn nó gọi là văn hóa của cái thế giới tức là về nhân chủ học á là văn hóa của cái thế giới tin học công nghệ là đấy là cái lớp mình thích nhất rồi mình được vào mình hiểu được cái dân công nghệ người ta nghĩ như nào rồi cách người ta thế giới quan ra sao ấy, đối với mình đấy là hóa ra là cái đam mê của mình là về con người. Ờ, tức là nhờ một cái lớp nhân chủng học đến mới phát hiện là đam mê của mình không phải là thực sự là học máy tính mà là con người. Thực ra thì mình luôn biết là mình thích con người nhưng mà bây giờ mình mới hiểu là con người nó có nhiều bối cảnh. Thì cái bối cảnh về dân khoa công nghệ nó là cái thứ mà mình rất là thích. Còn à, về sau này thì sống ở Sài Gòn 5 năm Trường biết là khuyến có làm những cái chuyện liên quan tới ứng tác này Xong rồi à, chuyển chạm ngẫu hứng này kia có thể chia sẻ nhiều hơn à, Việc đầu tiên là yêu Tại vì hồi đấy mình tồn tẹt quá à, Mình kiểu không muốn trưởng thành thì yêu Thực sự khuyến nhìn vào chuyện tình cảm nó cũng giống như là mối quan hệ ấy. Tình yêu thì mình không nói, tới đấy là một cái vô vàn mà không nói được nhưng tôi nghĩ là mối quan hệ là một cái gì đấy mà nó cần cái sự suy ngẫm uh, hợp lý thì mình dành thời gian cho chuyện đấy đầu tiên. Thế sau khi chuyện tình yêu xong rồi mình xem mình làm cái gì, đều đấy viết bài rất là nhiều, viết blog các kiểu. Thế sau rồi mình nhận ra là cái gì mà mình phải làm bởi vì mình không làm thì mình không chịu được. Thì thấy kiểu mở cái uh, cộng đồng chạm ngẫu hứng chuyển động mình thấy nó rất là đúng với mình bởi vì như này mình muốn giải thích cho mọi người Tại vì trong cái show liên quan đến giáo dục đấy đặc biệt là chat GPT nó lên rồi nên mình bảo thế đi bây giờ nạp thêm kiến thức làm gì trong khi mình phải nạp về mặt cảm nhận các thứ thì khuyến thấy là uh, phát triển về mặt uh, thân rất là quan trọng mà thân thì có nhiều kiểu đấy thân thì là kiểu ok có thể tập gym rồi các thứ mà mình đã trải qua hết cái giai đoạn này rồi ấy. thì hiện ra được là cái thân là cái sự cảm nhận của mình và cái sự cảm nhận không chỉ của mình mà cảm nhận với cả những người khác nữa thì mình thấy cái phần đấy mình thiếu thì mình mình sẽ bù đắp về những cái mình không có. Thì cái quan điểm của Khuyến nó là mình sẽ làm những cái mà mình không có. Mình sẽ đi dạy những cái gì mình không biết. <laughs> Nhưng cái đấy là láo đúng không? Nhưng mà đấy là cái học nhanh nhất. À, cái triết lý đằng sau cái chuyện là chạm ngỗ hưng là gì? Khuyến hồi đấy mình chia sẻ có ba cái tinh thần là Thứ nhất là lắng nghe chính mình. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Phải lắng nghe chính mình. À... Tại vì lúc mà mình chuyển động á, mình mà không lắng nghe chính mình thì mình mình sẽ cảm thấy bị trôi, mình sẽ bị mất. Thứ hai là lắng nghe người khác. Tại vì khi nhảy mà không lắng nghe người khác thì à, trên nhảy thay thay nhảy một mình còn hơn, hơn. Và cái thứ ba là cái tinh thần là chịu chơi. Khiến tiếng Anh nó gọi là linin đấy. là lean in, thân, thân, đấy. Thì mà mình dùng từ chịu chơi nó phù hợp hơn, dẫn thân nghe nó hơi kiểu bốc lửa quá. Nhưng mà phải có cả ba nó như kiểu kiểu ba chân đấy lắng lắng nghe chính mình lắng nghe người khác và chịu chơi tại vì như này nếu mà chỉ lắng nghe chính mình và chỉ lắng nghe người khác ấy, thì mối quan hệ nó nhạt nó không có sự chịu chơi đấy nó bị nhạt ừ. à, đối với khuyến nó không mình không thích kiểu đấy Em mà chỉ mà lắng nghe người khác và chịu chơi thì mình sẽ đánh mất chính mình thì bao nhiêu mối tình tan nát thì cũng chỉ là kiểu không biết mình là ai nữa đúng không có <laughs> phải là lúc mà mình chuyển động thì mình chuyển động một cách tự do theo cái bản năng theo cái cảm nhận của mình và mình quan sát cái chuyển động của họ để mà mình hòa vào với họ không? nó là nó là nó là thế ví dụ cuộc nói chuyện này của mình cũng thấy đúng không khuyến là một người tương đối tự do uh, trong cái cách mình diễn đạt và trò chuyện nhưng mà mình cũng phải theo khuôn khổ của trường một chút thì có cái mà khuyến thấy hay ấy đó là cái não của mình nó nghĩ nó phải là một hoặc hai a hoặc b nhưng mà đến lúc mình gọi là có cái trải nghiệm trên cơ thể của mình rồi mình mới thấy được là nó luôn luôn rất là linh động mà và cái đấy là cái khuyên thấy mình đã trở thành một người suy nghĩ tốt hơn từ ngày mình nhảy múa. Cái đấy em mình chắc chắn luôn. Suy nghĩ tốt hơn từ ngày mình từ bắt, ngày đầu mình bắt đầu nhảy múa. Có một cái liên hệ gì đấy? Là mình nghĩ là cái đấy thì liên quan gì đến nhau. Công tác suy ngẫm, viết bài thì liên quan quá gì về chuyển động nhảy múa. Và khuyên cũng viết trong cuốn sách này là, là cái việc mình bắt đầu nhảy múa mình mới nhận ra được là ồ, oh, eh, nó linh động như vậy có nghĩa là không có một cái gì là tuyệt đối cả tức là vì nó ngẫu hứng nên là chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng cái rồi. tư thế nào cái uh, cái cái động tác nào nó cũng có thể ngẫu hứng nó bộc phát ra đúng không đúng rồi và khi mà mình có cái sự như vậy thì người khác cũng như vậy thế ra là mình tương dưng nó dẫn tới một cái kết quả mà mình không hề biết được thì cái cái này khuyến lại đúc kết lại thành một cái nguyên tắc đó là thay vì tham vọng ấy thì biến cái sự tham vọng này thành sự tò mò là kiểu ê anh không biết là chuyện gì sẽ xảy ra khiến làm cho trường nhớ là trường nghĩ là trường có thích nốt ở đâu đấy một cái một cái câu à. trong cái cuốn sách này mong rằng bạn bỏ đi khao khát tối giản hóa mọi thứ hay tìm công thức cho những câu trả lời dễ dàng và bắt đầu chúng ta nghĩ đa chiều hơn để hòa mình vào sự phức tạp của cuộc sống chấp nhận nó và trân trọng sự phức tạp ấy rất là giống với cái mà khuyến vừa nói đó là tất cả những cái chuyển động của mình nó có thể ngẫu hứng nó có thể không có công thức nhưng mà mình embrace nó, mình chấp nhận và mình trân trọng nó, đúng như vậy không? Đúng nhá, và còn một cái nữa càng về sau mình càng thấy là phức tạp cũng là một giai đoạn ấy. đến một giai đoạn mà sau phức tạp thì là giai đoạn tinh hoa thì nó lại trở thành nó lại trở thành đơn giản. Lúc đầu người ta tiếng Anh nó gọi là simplistic là kiểu hơi tầm thường một chút. Thế nên mà nhìn sâu vào nó mình thấy nó thực sự phức tạp và qua được cái, cái bước độ phức tạp thì lúc đấy mọi thứ lại trở thành đơn giản nhưng mà để được cái level của cái việc là đơn giản sau sự phức tạp đấy thì là thực sự cảm ơn quá trình à? Tôi thường nghĩ là là nó vẫn có thể nó vẫn phức tạp nhưng mà bởi vì góc nhìn của mình đã khác đi và mình thấy là vì mình chấp nhận nó nên là mình thấy nó đơn giản như thế thôi. Giờ nói thêm về cuốn sách not being đầu tiên đó là uh, tại sao lại là not being mà không phải là being? bởi vì tức là một trong những cái gọi là ý chính của cái cuốn sách này ấy, là trong một xã hội mình biết bối cảnh phương tây nhưng cứ nghĩ bây giờ nó cũng là toàn cầu rồi ấy, là rất nhiều nỗ lực để trở thành một ai đó some being somebody và khuyến nhận ra được là đi quá xa cái chuyện đấy sẽ trở thành một cái sức ép cho bản thân Là nếu mà mình không phải ai đấy thì mình không là gì đấy thì mình vô nghĩa và mình cảm thấy không có giá trị rồi, từ đó nó xảy ra rất là nhiều cái uh, uh, hệ quả mình thấy không tốt. Thì mình thấy là cái sự cố gắng hết mình đấy tức là một trong thành phần của giá hộ dân ra Còn cái việc cố gắng hết mình đấy nó trở thành một cái uh, vấn đề của riêng nó. Thì cái not being ở đây ấy, đó là một cái gọi là lời mời cho một cách nhìn khác đi rộng hơn. Rộng hơn và chúng ta không chỉ là những cái cá nhân đặc biệt cho phương Tây đúng không? Mình nhìn thấy rất rõ khi đã sống 10 năm ở nước ngoài về nhìn thấy là cái việc mà mọi người phấn đấu trở thành một ai đó, ấy, nó tạo ra quá nhiều cái hệ quả về mặt sức khỏe bản thân cũng như tính thân thiện và liên kết trong xã hội nó có quá nhiều cái giá phải trả ấy. thì thì Being là như vậy là làm điều ngược lại là không trở thành một ai đấy mình chỉ mời mọi người được là ok không nhất thiết phải như thế không nhất thiết phải chỉ có một cách là kiểu cắm mắt và trở thành một ai đó cái cơ duyên vì sao khuyến lại viết được cuốn sách này bởi vì là chứng, là một người thích đọc thì mình cũng tò mò bởi vì là khuyến đồng tác giả với một anh anh tác giả khác steven sâu đúng không nên là có thể chia sẻ với mọi người xem là cái hành trình viết cuốn sách này nó như thế nào từ cái đợt ở còn ở mỹ mình viết cái bài luận đấy xong rồi uh, chả hiểu sao uh, mình có một cái blog chả ai đọc à, uh, nhưng mà một ngày nào đấy hồi 2019 uh, bác Steven này nhắn tin cho mình là Ê, có muốn viết cuốn sách với mình không thế mình uh, giật cả mình ấy tại vì kiểu từ trên trời rơi xuống ấy mà buồn cười là lúc đấy cái đấy cái đấy kiểu mấy một tuần ấy mình có nghĩ in chuyện là hay là mình cũng cân nhắc đi học cao học hoặc là đi học gì đấy thì tự dưng cái lời mời này nó tới thế xong mà mình thì chưa gặp bác ấy bao giờ mình biết có nghe tên bác ấy tại vì không thành thế giới mạng hay như nào đấy có nghe tên cũng biết bác ấy viết mấy cuốn sách xong rồi đùng một cái bác ấy nhắn tin đấy mình giật cả mình mình bảo ủa ờ, từ đâu ra lúc đấy mình không dám nhận cơ mình không dám nhận à, tại vì lúc đấy mình định rồi nếu mà mình đi du học sau này nữa thì mình phải cần phải chuẩn bị cho nó thì thời gian đâu mà viết sách thế xong đấy hỏi ý kiến một người thầy thầy bảo mày mới điên à cơ hội như này mà không nhảy vào à? không À, lúc đấy mình bảo ok tôi sẽ thử thử vận cho cái chuyện này mà mình chưa một điều mình rất tự hào của cuốn sách này đó là mình chưa gặp bác steven này lúc ừ, nào ngoài đời, tới bây giờ luôn. cho tới cho tới năm ngoái đi london à. thì mới gặp trực tiếp thì bác, bác ấy sống ở london mà nên bảo wow ok tôi sẽ thử và thực sự ấy, viết một cuốn sách với một người chưa gặp bao giờ nó là một cái trải nghiệm uh, có một không hai đặc biệt là về một đề tài mà khuyên cần phải đi sâu cần phải đi rất sâu vào bên trong mà là một trong những cái một cái giây phút mà muốn kể với mọi người một cái hôm mình nói chuyện với bác ấy mình cũng đang, đang hơi bế tắc một chút mình bảo bác ấy là eh, em không thể viết được cuốn sách này bởi vì em chưa sống hết với nó em chưa trải nghiệm hết nó làm sao viết được nó mình thực sự đối với mình cái chuyện là chứng nghiệm bằng bản thân nó rất là quan trọng nhưng mình cảm giác là mình đang viết một cái gì đấy mà nó kiểu hơi quá tầm của mình mình không viết được ấy nhưng mà bác ấy nói với mình một câu mình vẫn nhớ Nó giúp mình rất nhiều Bác ấy bảo là Em em còn uh, Cả Một cuộc đời để sống cuốn sách này cơ <laughs> Tôi viết để cho những năm sau này mình đọc Viết để sau này mình đọc Nên là mình kiểu Đọc nghe xong câu đấy Mình phải có động lực mình lại viết tiếp Tới thời điểm hiện tại thì Khuyến thấy rằng cái hành trình chuyển hóa của bản thân Nó nó đang ở cái giai đoạn nào Ờ, đây là một câu hỏi hay đó. mà câu hỏi giờ thực sự mình thấy có nghĩ chuyện nhiều chuyện này nhiều tức là mình sẽ hỏi tên cái sự chuyển hóa này gọi là đánh giá nó như thế nào đúng không nó đang ở đó chứ đang ở đó đúng không tại vì những cái, cái người có một cái nhóm người người ta sẽ bảo là nó như thế thì nó như thế thôi nó như nó là thì nó như nó là ấy thì thì nhưng mà nói như vậy thì khuyến thấy nó cái sự rõ ràng là chưa đủ vì khuyến thấy cái sự chuyển hóa của bản thân mình ấy một trong những cái thước đo ấy khuyến thấy đó là uh, có hai thứ một là là mình nhìn về cái tức là nói về mặt lý trí đi thì mình thấy cái tôi của mình nó càng ngày càng mở ra tức là mình nhận ra được đây là đây cũng là mình đây cũng là mình đây cũng là mình để mình nhìn được tất cả mọi thứ cũng là mình đấy là đấy là một cái nói về mặt lý trí nhé mình nhìn được mọi thứ cũng là mình mà nó cũng là thông điệp của cái quân đây là đấy là thứ về mặt lý trí còn về mặt cảm xúc thì khuyên thấy được là cái sự cái cảm mình mình cởi mở với mọi loại cảm xúc hơn và hỉ nộ ai ố căm ghét đau Điều thương đều nó chảy qua mình một cách uh, mượt hơn không bị uh, tắc ép mượt hơn có nghĩa là ví dụ... Mượt, ví dụ như là mình mà nổi cáo thì mình sẽ nổi cáo luôn ừ. trước đây là mình kiểu đè nén cân giận bây giờ mình thấy mình đã mở hơn với chuyện đấy chẳng hạn nó có mình buồn mình sẽ khóc rồi đấy tức là mình có sự linh động về mặt cảm xúc nó chảy qua mình nhiều hơn rồi về mặt thân tâm trí đi thì phần thân đúng không? cơ thể thì mình thấy là mình cảm thấy an toàn hơn trong mọi tình huống theo đúng kiểu con mèo nó nhảy từ trên cao xuống ấy thì nó cũng không sợ lắm ấy thì mình thấy trong người mình an toàn hơn và mình cảm thấy trong người mình có nhiều cái sự sung <laughs> sướng hơn tức là kiểu ngồi không như vậy cũng sướng rồi ấy người ta gọi là trong tiếng anh thì cái hệ phương tây nó sẽ gọi là cái hệ thần kinh của mình nó bắt đầu được được à, thả ra một chút nên nếu mà mà cũng căng 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 như này á thì thì không biết thế nào là sướng à nhà ừ. ừ. trường cũng không không hiểu lắm về vì sao khuyến lại dùng cái từ an toàn đây là một cái nói chuyện với nhiều người nhau thực ra tất là mọi người bảo là người ta muốn có cái cảm giác an toàn ấy thì mọi người sẽ xác, sẽ xác định cuộc sống là phải có sự an toàn là phải có tiền phải có nhà phải có mối quan hệ phải có sự nhập ổn định phải có gì gọi là có an toàn nhưng mà nhưng mà rõ ràng là có những lúc mà ngồi trong nhà có kiểu vẫn có tiền trong tài khoản và các thứ nhưng không cảm thấy an toàn đấy thôi ấy. ừ tức là thấy đủ đấy đúng không thì mình thấy là à, cái cảm giác an toàn nó đến từ khả năng linh động thích nghi của mình nhưng mà mình biết được là kiểu gì thì mình cũng sống được thôi hiểu ý hiểu ý nếu mà nói tới cái sự, sự linh động thích nghi thì trường nghĩ là có một cái một cái vấn đề một cái câu hỏi và một cái vấn đề mà bây giờ nhiều người gặp phải đó là vì thế giới nó biến động không ngừng mọi người phải thích nghi không ngừng với nó và vì mà thích nghi không ngừng ấy thì mọi người cố gắng làm những điều mà họ không thích để thích nghi đúng không làm những điều mà quá mới với họ để thích nghi vân vân và khả năng cao là họ bị mất đi bản thân hoặc họ lại trở thành một cái người nào đó mà xã hội này đang cần đang mong muốn đang có nhu cầu để thích nghi mà có từng ở trong cái giai đoạn mà bản thân vì thích nghi, vì làm theo một cái dòng chảy nào đấy của xã hội mà làm mất đi bản thân mình không? Ở ừ, đây là một cái câu hỏi hiện tại mình chưa có câu trả lời thực sự thỏa đáng. Hôm nay không phải là ngày tốt nhất để trả lời câu hỏi này. Đấy, nhưng mà mình thích <laughs> mình thích câu hỏi này à, là đến một lúc nào đấy thì mình nhận ra được là nếu mà cái động lực của mình là để thậm chí những cái động lực mà gọi là cao đẹp nhất đi là đóng góp một cái phần gì đấy cho xã hội rồi có ích cho đời nó cũng là một cái thứ được mình được tiêm nhiễm từ đâu đấy nhỉ? chưa chắc là nó đã xuất phát từ một cái gì một cái bản năng nguyên thủy của mình mình không biết nên là mình nhìn thấy tức là bạn bè mình cũng là những người rất là thích làm chuyện tốt cho đời mình cũng là một thằng như thế nhưng mà càng ngày mình càng đã câu hỏi chuyện đấy là mình học cái thói đấy từ đâu Ê, và khi mà mình lật lại tất cả những cái giá trị căn bản như vậy rồi ấy, thì nó rất là hoang mang mà kiểu hơi đâu tự dưng phải lật lại là như thế cứ sống đi bình thường ấy. nhưng mà mình thấy mình càng ngày càng đi sâu vào cái con đường tự hỏi bản thân đấy thì mình càng không chấp nhận được cái việc là cái gì mà nó chưa được lật đi lật lại thì mình cảm thấy nó chưa đủ với mình để mình nói tới nói tới nhiều câu hỏi thì bởi vì khuyến có một cái TEDx talk về các câu hỏi mà tôi sống cùng các câu hỏi đấy bây giờ còn đúng không sau một vài năm và bây giờ có những câu hỏi nào mới khác mà khuyến đang tự vấn bản thân mình thường xuyên tức là những câu hỏi mà tôi sống cùng theo năm tháng đó. À. câu hỏi bây giờ của khuyến đó là đây có phải là mình không đây là một hỏi luôn luôn quan trọng với khuyến nhé đây có phải là mình không đây có phải là mình không và Ê... rồi ok không muốn giải thích lý thuyết là mình là gì các thứ không nói nhưng mà nó là một cái câu hỏi mà nó dẫn khuyến đi khá là xa là mình mình hỏi ở đây có phải là mình không à, có quan trọng để mà có câu trả lời không nó là cái cảm giác ấy nó là cái kiểu ok đi một bước như này xong okay. ấy không phải tức là đi bước khác ấy. đó là thì cái việc mình để cái câu hỏi đấy là trong cái tâm thức của mình sâu và lâu nó thành một cái bộ dò cho mình để mình biết khi mình đi đường bảo vậy không phải thứ này này thì, thì câu trả lời nó không phải là mình là gì là gì là gì mà nó là cái câu hỏi này nó dẫn cho mình đi đường càng ngày càng sửa sai nhanh hơn là đúng với mình hơn thì mình không biết nhé nhưng mình nghĩ là mình sửa sai nhanh hơn và cái nào là cái khiến cho mình biết là là đúng hoặc là nó sai với mình nói cái này hơi khó giải thích nhưng mà đấy tức là thân tâm trí của mình nó cùng nói là đúng thì lúc đấy nó mới đúng đấy là cái sự mâu thuẫn ở bên trong của mình mình cảm giác càng ngày nó càng ít. Trường đồng ý, trường đồng ý. Bởi vì mình là người làm nhiều thứ này, xong rồi đi nhiều con đường khác nhau thì mình cũng thấy là có những con đường mà mình nghĩ là thôi dừng tới đây được rồi, mình cắt được rồi. Và những con đường thì mình nhẹ là con tim thổn thức xong rồi cảm thấy là rung động, cảm thấy muốn đi tiếp. Nên là nếu mà một người nào đấy mà đi một một hướng duy nhất đấy, họ rất là khó để cảm nhận được cái điều đấy. Nhưng mà khi mà mình có nhiều lựa chọn hơn đấy, mình nhìn thấy rằng là mình đo được cái uh, cái cảm xúc của mình uh, nó ở trên cao hay nó ở dưới thấp khi ở những cái con đường đấy nên là uh, trường không biết với khuyến như thế nào nhưng mà trường nghĩ rằng là uh, cái cảm xúc nó cái ở bên trong mình thấy nó đúng với mình hay không á nó quyết định rất nhiều trong việc cái con đường đấy là đúng hay không hiện tại khuyến có hài lòng với uh, bản thân mình không tôi biết tôi đủ và tôi biết là tôi còn nhiều hơn thế nữa rất nhiều khuyến có niềm tin là mọi thứ chưa dừng lại ở đây đâu và đặc biệt là cuộc sống này có thể tốt đẹp hơn rất là nhiều bây giờ nó có bốn cái cõi cái cõi đầu tiên là cái cõi không có gì cả cõi không không có gì cả cõi thứ hai là cõi những đêm đen cõi thứ ba là cõi bắt đầu thấy ánh sáng và cõi cuối cùng là cõi gọi là được giải thoát đây chăn đầy ánh sáng khuyến đang ở đâu khuyến đang ở trong cõi nào câu trả lời thì muốn trả lời là 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 cõi không nhưng thực ra thì là đêm đen ạ à? vì sao à, mình nghĩ cái khó nhất trong cuộc sống của mình hàng ngày ấy, là mình không biết là mình cần phải làm gì và cái gì thực sự quan trọng để làm trường uh, bắt gặp cái cái câu hỏi này bởi vì trong một cái lần mà trường đi uh, trường đi tới cộng đồng một cái cộng đồng uh, người bản địa của new zealand tên ừ. là họ người maori đúng rồi người maori và họ có những cái kiến thức rất là thú vị về vũ trụ này và họ cũng có nhiều những cái cõi khác nhau như thế và họ cũng đặt và cũng họ họ cũng hỏi rằng là bạn đang ở đâu và bạn muốn ở đâu cái, cái cuốn sách này cái chương 2 tức là có ba ba phần đúng không phần 1, phần 2, phần 3 thì phần 2 là phần gọi là trong tổ kén ấy là tiếng Anh là when things fall apart và khi mọi thứ nó kiểu không còn như cũ nữa, không còn đúng như vậy nữa cả một cái giai đoạn như vậy đúng không gọi là là đêm đen ấy, là, là một cái phần rất là quan trọng và có những người gọi là từ chối không muốn thoát khỏi đêm đen <laughs> thì cũng có nhưng bản thân mình thì thấy là cái đúng như, như trường nói là cái giai đoạn mà nhiều sự chuyển hóa nhất nó như kiểu là trong một cái nồi hầm á thì phải đóng đóng nồi lại thì mới hầm được và không biết chuyện gì xảy ra trong đấy, mình ừ, chỉ biết trong tổ kén, trong tổ kén. Ừ. Bởi vì có một cái đoạn nó rất là liên quan. Ừ. Trường đào trường nghĩ là đúng là một cái thông điệp. Đôi khi cần có những đêm đen và sự đơn độc để nhận ra là bất kỳ người nào hay cái gì mà không đem lại sức sống hay niềm vui cho chúng ta, thì những điều đó nên nên trở thành những điều nhỏ bé với chúng ta mà thôi. Ừ và và cái câu đấy là một câu mà dùng mình nhé Tại vì nói yêu cầu mình cần có một sự dứt khoát trong cái con đường của mình là mình phải để lại phía sau một cái phiên bản cũ. Một cái câu hỏi triết học hơn, triết học hơn. Một xíu đó là sau rất nhiều ups and downs, rất nhiều những cái thay đổi mà không phải là một con đường thẳng mà như khuyến là đi đường lòng vòng rồi đủ thứ đã. Thế thì hiện tại khuyến có hài lòng với à, bản thân mình không? À, không thực sự nhá. đủ vừa đủ nhưng mà biết là còn nhiều nữa. Ừ, là hồi trước cứ nói trong một cái bài nói chuyện mình có cái câu là là tôi biết tôi đủ và tôi biết là tôi còn nhiều hơn thế nữa rất nhiều. Ít khi trường hỏi câu này với một người nào đấy bởi vì nó đòi hỏi người kia phải rất dũng cảm để nhìn lại hết tất cả những cái gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của họ và trong cuộc sống mà nhiều thứ xảy ra cuộc sống mà ít thứ xảy ra thì mình có thể kiểm soát được đúng không nhưng mà cuộc sống mà nhiều thứ xảy ra mình không thể nào mình chắc chắn là tất cả những thứ đấy đều là những thứ tích cực nên là họ luôn luôn họ dừng lại và họ nghĩ rằng là vậy thì tổng hòa lại thì tôi có có vui không tôi có hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại của, của tôi hay không nên là à, nghĩ câu đấy là một câu hỏi triết lý mà nó đã đòi hỏi à một cái người phải phản tư khá là nhiều để mà họ họ đưa ra cái câu câu trả lời khi mà trường uh, gặp khuyến và nói chuyện một vài lần ấy, thì mình nhận ra là bạn mình có một vài điểm thú vị tức là đôi khi trong cái cuộc hội thoại ấy, nó xuất hiện ra một vài cái ý mà mình nghĩ là mình có thể uh, về mình nghĩ nhiều hơn thì trường cho rằng là uh, đó là một cái điểm mà mà trường rất là quý ở uh, khuyến với lại là à, việc mà khuyến chia sẻ à, trong trong rất là nhiều những thứ khuyến làm có một thứ đó là giúp cho cái sự phát triển người của người lớn đúng không thì khuyến có thể chia sẻ nhiều hơn về việc là tại sao lại là phát triển người lớn khuyến có niềm tin là mọi thứ chưa dừng lại ở đây đâu là luôn luôn có một cái cũng giống như trường đúng không mình tin vào cái tiềm năng những điều có thể và đặc biệt là cuộc sống này có thể tốt đẹp hơn rất là nhiều thì thì phát triển người lớn ở đây là, là bình thường ấy cái cái ngành phát triển người lớn ấy thì trước đây cái quan niệm trước là trẻ con có phát triển lên tới con người lớn thì xong rồi đi phát triển làm gì nữa thế mà càng về sau thì các cái ngành khoa học nghiên cứu mới nhận ra rất rõ là không nó chỉ là mới từ kiểu đến 25 tuổi vẫn chưa là gì đâu ấy nó vẫn luôn luôn tiếp tục phát triển về mặt nhận thức hơn thì thì mình là người quan tâm tới cái khả năng có thể như vậy. Thì không thì mình đi đi làm giáo dục bằng nó rồi. chắc chưa đến tuổi như nào đấy. nhưng mà bây giờ mình vẫn cảm giác là cái gọi là cái gọi là cái, cái cái còn có thể hơn nữa. nó còn rất nhiều mình chưa biết. bởi vì bình thường mình hay dùng từ với người lớn đó là người trưởng thành đúng không? sau đó sẽ là người già đúng không? tức là sau trưởng thành thì là gì nữa? tức là à, nên là chúng mới mới thắc mắc ở chỗ đây đó là sau cái khi mà mình được gọi là người trưởng thành á thì còn gì nữa để trưởng thành hơn trưởng thành và việc coi một cái người đủ lớn là người trưởng thành cơ bản nó đã làm cho mọi người nghĩ rằng là tới đấy là đủ tới đấy là dừng được rồi và không có thể phát triển hơn nữa chứ nghĩ là người trưởng thành cũng thực sự là có nhiều thứ cần phát triển đấy ví dụ như một người càng uh, lên những vị trí cao hơn ở trong xã hội thì họ sẽ càng bớt thấu cảm hơn chẳng hạn họ có quyền hơn họ họ dễ biến người khác thành những công cụ của họ hơn và họ giảm đi cái mức độ cảm thông thấu cảm hay là kiên nhẫn à, và đôi khi họ phải tái học học lại những kỹ kỹ năng mà trước đấy họ họ đã từng có ừ, ừ, ừ. thì đấy cái câu chuyện của sự phát triển nó là câu chuyện quên rồi lại nhớ nhớ rồi lại quên đấy và mình thấy là một cái kỹ năng quan trọng là một kỹ năng tiếp tục quên đi một cái hiệu quả, là, hiệu quả. Ừ, quên đi một cái hiệu quả cuộc nói chuyện cũng đã cũng đã dài và trường nghĩ rằng là để mà kết thúc thì trường thấy có một cái framework một cái khung ở đây và trường nghĩ rằng là rất là đáng để chia sẻ sự trưởng thành nó có một cái khung hình như, như thế này nhờ yeah, đúng rồi nó, nó đi từ nằm ra đi lên và mình có thể giải thích cho mọi người nếu mọi người cần à khiến giải thích nhá ờ ừ, thì đây là một cái học thuyết về phát triển cái lớn đã nhiều người đặt câu hỏi chuyện này nhiều người gọi là đặt ngược lại không tin của nó nhá nên là mình nói như vậy trước là của Robert Keegan là một nhà, nhà giáo dục học ở đại học Harvard rất là nổi tiếng cho những người trong mảng này thì về cái phát triển nhận thức thì nó đi từ những tầng một một cái tầng thường là độ tuổi bắt đầu gọi là sau tuổi thiếu niên là gọi là cái 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 tôi xã hội là mình phải phù hợp với xã hội mình phải trở thành một người có một cái vai nhất định người ta phải nhìn được mình như này như nó một cái số xã hội thì sau khi mà mình đặt phát triển lớn hơn cái đấy thì mình bắt đầu nhìn được cái tôi xã hội của mình nó không phải là duy nhất mình có thể mình có cái gọi là tiếng anh là là tự mình self-authoring self -authoring my tức là tự mình đặt ra tôi sẽ sống như này và đây là cái mà độc lập mình có thể chọn vẫn đi theo con đường của xã hội nhá nhưng cái cái việc con đường đấy là cái con đường mình đã đặt câu hỏi còn những cái người mà nổi loạn là không phải như vậy nhá nổi loạn là cái chống đối rồi còn đây là không, tôi vẫn có thể theo nhưng tôi đã đặt lại câu hỏi và tôi biết là tôi theo vì tôi đã ngẫm. Thì là là cái level là cái mức là 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 sau so là tự mình đặt ra mình có cái tôi của mình ngoài cái tôi xã hội đúng rồi cái, cái tôi mà những cái tiêu chuẩn những cái chuẩn mực của nó là do mình đặt ra à, ví dụ tôi muốn sống như nào tôi muốn kiếm bao nhiêu tiền thành công với tôi là gì đúng không show về success thành công với tôi là gì thì 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 hầu hết xã hội ít người tới đến cái mức là tự đặt ra những cái định mức cho mình thế nào là đúng thế nào là tốt thế nào là xấu thế nào là thành công đến một level lý thuyết thôi nha là không đặt đánh giá người tốt người xấu người ít người nhiều là là self transcending là là mình nhận ra được là kể cả những cái chuẩn mực của mình nó vẫn mang tính chất tương đối ừ, nó vẫn nó vẫn có tính động thay vì là tĩnh đúng không nó có thể chuyển dịch ờ nó là mình lại có thể lùi lại một bước nữa để nhìn vào là những cái chuẩn mực của mình nó không phải là tất cả và mỗi một cái giai đoạn chuyển giao này là một giai đoạn khủng hoảng và khủng hoảng là kiểu cái gì đúng với tôi nữa và khuyến bản thân mình cũng trải qua chuyện đấy hiện tại vẫn đang trải qua chuyện đấy rồi lại đặt lại câu hỏi của cái gì quan trọng với mình thực sự Ê, và và <laughs> một trong những cái hay mọi người nhìn cái thang này là ai cũng nghĩ mình sẽ ở cái tầng cao hơn nhưng thực ra mình không nhìn thấy đâu không? <laughs> ai cũng nghĩ là tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình trên trung bình <laughs> ừ, đây đây đấy đấy, đấy, đấy. Nhưng mà tâm lý học cảm thấy cảm thấy rất là khiêm nhiều đúng là đúng là lâu, lâu lâu trường cũng cảm thấy trường ở trên đấy xong lâu lâu lại cảm thấy ở dưới bởi vì là uh, mọi người ví dụ như ví dụ cái câu chuyện thành công hồi nãy mình mới nói đó là uh, định nghĩa của bạn thành công là gì tất cả mọi người bây giờ đều chạy theo một cái vòng xoáy và tự cho rằng là thành công là có gắn liền với chuyện nhiều tiền gắn liền với chuyện tài chính uh, và chỉ có thế thôi và mọi người dùng đó là thước đo chính và cái đó chính là cái tôi xã hội đúng không nhưng mà một số người thì vượt lên được cái tôi xã hội đấy và coi rằng là thành công là cái um, cái giá trị mà tôi đem lại cho người khác rồi những cái dự án mà tôi có được mà có lợi cho cộng đồng vân 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 thì uh, thì trường nghĩ rằng là một cái um, uh, những cái thang đo uh, rất là hay là hay ở chỗ là nó nó cho mình bước ra khỏi cái thế giới mà mình đang sống cùng để mà nhìn nhận bản thân mình và cái cuối cùng cái level cuối cùng trường nghĩ thú vị đấy đó là mình có thể mặc nhiều chiếc áo khác nhau tức là đúng, giống, như mình có một cái câu đó là đi với bùn bằng áo casa, đi với ma bằng áo giấy câu đấy rất rất thâm thúy và mình nghĩ rằng là câu đấy nó cho phép một người có thể ứng biến để mà mặc những cái áo khác nhau có những cái danh tính khác nhau ở những môi trường khác nhau để họ phù hợp với những môi trường đấy đúng 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 đây nói cái câu chuyện đây cái, cái cái phát triển này đấy một trong những cái định nghĩa về về trưởng thành với khuyến ấy, là khả năng ôm lấy nhiều nghịch lý à ôm lấy nhiều nghịch lý tức là thì ok mà. với tất cả những cái nghịch lý trên đời này. Ừ thì ví dụ một cái nghịch lý gần đây mà khuyến bắt đầu thấy thấm này là có hai câu, một là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đúng không? Đấy là đấy là gọi là tôi xã hội đấy. câu thứ hai là sự thật bất lòng. mình 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 sống với cả hai câu đấy như nào Đúng không? Nó cả hai đều đúng mà. Khuyến thấy cái, cái 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 chế độ sau gọi là cái mức độ sau là cái sự linh động ấy. Là lúc này mặc cái thế giới quan này Và lúc khác mặc thế giới quan khác Và nãy mình nói tới câu chuyện đó là Thích nghi có thể là mất đi cái tôi Nhưng mà trước khi mà tới cái level Mà có thể là thích nghi và linh động đấy Thì bản thân mình đã phải không, là cái người có một cái tôi vững rồi đúng, đúng 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 Không người ta gọi là ăn cắp công đoạn đấy Người ta gọi xem tiếng Anh Có một cái từ mình rất là thích là, là là tiếng Anh nó gọi là Premature enlightenment Tức là kiểu giác ngộ sớm Giác ngộ sớm Trân <laughs> cảm nhận rằng là cuộc nói chuyện này Cũng có thể sẽ cho uh, những bạn khán giả rất nhiều những cái nhìn nhận mà Thú vị, những cái góc nhìn khác nhau Về um, việc làm sao chúng ta có thể điều hòa Cái tôi của mình trong xã hội này Một là hòa mình với đó Hai là uh, bước ra khỏi nó Và ba là có thể linh động để lựa chọn cho mình Những cái tôi, những cái danh tính khác nhau Trong những cái xã hội, những cái môi trường khác nhau Và uh, cảm ơn Khuyến rất là nhiều uh, Khuyến có một lời cuối cùng nào Để nói với khán giả của uh, Thought Show trên việc success không? Nó là một trong những cái nghịch lý nữa nhé là mình nó một cái sự thú vị là mình luôn luôn càng ngày mình càng rõ được vào cái gì mình biết cái gì mình cần là để mình rõ cái này. và mình cũng càng ngày càng cảm thấy ổn và thậm chí là sung sướng trong cái việc mình không biết tức là bình thường và ok nếu như mình không hiểu hoặc là không biết cái gì ở thời điểm hiện tại thậm chí là còn thích thú điều đấy ừ, không biết mình đã thích những cái ẩn số nhưng mà một phần thì mình cũng luôn biết Thì đấy Có lẽ là con đường của cái người mà Chân thành Không chấp nhận Nhiều thứ Mình 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 không chấp nhận nhiều thứ mà Cảm ơn Khuyến Một lần nữa đã đến với chương trình Đến với talk Show uh, Chuyện trường success Cảm ơn rất là mọi người đã nghe Rất, các rất là vui Và thân mến uh, Vừa xong thì các bạn đã nghe Rất là nhiều những cái nhìn nhận Góc nhìn thú vị Từ Khuyến Bùi uh, Là tác giả của cuốn sách Not Being The, the Art of uh, Self-Transformation Tức là nghệ thuật chuyển mình và đúng là có nhiều thứ mà trường nghĩ là trường sẽ à, phản tư nhiều hơn trong đó là có một cái à, đó là trước khi mà chúng ta đội lên trên mình nhiều những chiếc nón khác nhau trở thành những người có những cái danh tính khác nhau trong các môi trường khác nhau thì việc mà chúng ta có một cái tôi vững bước ra khỏi cái tôi xã hội này là một chuyện hết sức quan trọng còn các bạn thì sao nếu như mà các bạn cảm thấy có những cái điều gì mà à, các bạn à, thích thú trong cái tập podcast này các bạn có thể để lại bình luận à, trên à, video này nhé và ngoài ra thì nếu như mà các bạn thích những nội dung mà chúng mình làm thì các bạn có thể uh, theo dõi trên uh, youtube trên uh, các cái nền tảng podcast như là apple podcast uh, spotify và các bạn cũng có thể subscribe uh, newsletter của việt success ở phần mô tả phía bên dưới video này hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo.